TV Ánh Sáng Tin Mừng với Trần Thái, Mộng Tuyền, Thanh Thảo, Thanh Hằng cùng quý anh chị em thực hiện chương trình. Xin trân trọng và thân ái kính chào quý khán thính giả. Qua chương trình TV Ánh Sáng Tin Mừng hôm nay, chúng tôi trân trọng kính chúc toàn thể quý vị và gia quyến luôn được tràn đầy niềm vui, sự bình an và hạnh phúc trong tình yêu thương quan phòng của Thiên Chúa và sự trở che của Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hôm nay ngày 4 tháng 8 năm 2024, Chủ nhật thứ 18 thường niên 5B. Chương trình TV Ánh Sáng Tin Mừng hôm nay gồm các tiết mục sau đây: Lời nguyện đầu giờ, Sứ điệp Tin Mừng, Thánh nhạc Phụng Ca, Tin Giáo Hội Hoàng Vũ, Tâm Thư Hàng Tháng và sau cùng là Phép Lành Hội Thánh. Giờ đây, xin kính mời quý vị cùng hiệp ý với chúng tôi dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi, Đấng giàu lòng thương xót, những lời nguyện cầu tha thiết cho giáo hội, cho thế giới, cho gia đình và cho mỗi chúng ta. Lạy Thiên Chúa toàn năng hàng hữu, chúng ta đã được phúc gọi Chúa là Cha. Xin cho chúng con càng ngày thêm lòng hiếu thảo và biết quan tâm độ lượng với anh chị em xung quanh. Xin cho chúng con luôn sống chứng nhân cho tình yêu Chúa. Hầu những anh chị em chưa nhận biết Chúa là Cha, họ cũng sẽ được phúc gọi Chúa là Cha. Xin Mẹ Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp, cầu bào cho chúng con, để chúng con luôn biết chuyên tâm cầu nguyện và vâng theo thánh ý Chúa. Hầu ngày sau chúng con sẽ được hưởng thiên đàng cùng Mẹ. Cách riêng, xin Ba Ngôi Thiên Chúa ban cho quý anh chị em đang thực hiện chương trình TV Ánh Sáng Tin Mừng luôn biết nhiệt tâm phụng sự Chúa và tha nhân, với tất cả lòng khiêm nhường và nhiệt thành để hạt giống tin mừng nước Chúa được lan tỏa khắp nơi. Nguyện xin Chúa Cứu Thế ban muôn ơn lành hồng xác xuống trên quý khán thính giả và gia quyến đang theo dõi chương trình TV Ánh Sáng Tin Mừng hôm nay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy lúc đám đông thấy không có Chúa Giêsu ở đó và môn đệ cũng không, họ liền xuống các thuyền và đến Capernaum tìm Chúa Giêsu. Khi gặp người ở bờ biển bên kia, họ nói với người rằng: "Thưa thầy, thầy đến đây bao giờ?" Chúa Giêsu đáp: "Thật ta bảo thật các ngươi tìm ta không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống muôn đời, là của ăn con người sẽ ban cho các ngươi. Người là đấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu." Họ liền thưa lại rằng: "Chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa?" Chúa Giêsu đáp: "Đây là công việc của Thiên Chúa, là các ngươi hãy tin vào đấng Ngài sai đến." Họ thưa Chúa Giêsu: "Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài? Ngài làm được việc gì? Cha ông chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như đã chép rằng, người đã ban cho họ ăn bánh bởi trời." Chúa Giêsu đáp: "Thật, ta bảo thật các ngươi, không phải Môsê đã ban cho các ngươi bánh bởi trời, mà chính Cha ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực. Vì bánh của Thiên Chúa phải là vật từ trời xuống và ban sự sống cho thế gian." Họ liền thưa người rằng: "Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi." Chúa Giêsu nói: "Chính ta là bánh ban sự sống. Ai đến với ta sẽ không hề đói, ai tin vào ta sẽ không hề khát bao giờ." Đó là lời Chúa. Kính thưa quý bà và anh chị em, trong bài đọc tin mừng theo Thánh Gioan hôm nay, khi Chúa Giêsu đã rời khỏi dân chúng và đi qua bên bờ bên kia, thì Ngài lại gặp dân chúng ở đó đang đợi Ngài. Họ ở đó chờ đợi Chúa Giêsu không phải vì họ muốn gặp Chúa Giêsu, muốn nghe lời Chúa Giêsu hay muốn tin vào những gì Chúa Giêsu giảng dạy. Nhưng họ ở đó vì họ muốn ăn thêm bánh và muốn ăn thêm những gì mà Chúa Giêsu cho họ.
Bởi thế mà Chúa Giêsu nói khi Ngài gặp họ bên bờ biển bên kia rằng: Thật, ta bảo thật các ngươi tìm ta không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Chúng ta, thưa cũng bà và anh chị em, trong ánh sáng của bài tin mừng hôm nay, chúng ta cũng phải tự đặt ra cho chính chúng ta rằng là chúng ta có giống như những dân chúng khi xưa chỉ muốn tìm Chúa Giêsu vì họ đói, họ khát mà thôi. Hay chúng ta muốn tìm Chúa Giêsu vì chúng ta thật sự tin vào Ngài. Bài đọc tin mừng hôm nay tiếp nối với bài đọc tin mừng của Chủ nhật tuần trước. Khi Chúa Giêsu sang bên bờ biển Galilee, thì Ngài đã thấy được dân chúng đông đảo và Ngài đã thương xót họ. Vì thương xót họ, nên Chúa Giêsu đã làm một phép lạ, hóa bánh và cá ra nhiều để nuôi 5.000 người đàn ông không kể đàn bà và trẻ con. Lòng yêu mến của Chúa Giêsu, Ngài đã biến cá và bánh ra nhiều để nuôi dân chúng. Vì Ngài yêu mến họ, vì Ngài thấy rằng họ như là những con chiên không có chủ chăn. Và không chỉ qua chính phép lạ mà Chúa Giêsu làm bánh và cá ra nhiều mà thôi. Nhưng trong bài đọc tin mừng của tuần trước, Chúa Giêsu đã dùng 5 miếng bánh và 2 con cá của một bé nhỏ. Và qua chính những gì bé dâng cho Ngài, Ngài đã làm một phép lạ phi thường như vậy để nuôi dân chúng. Chắc rằng khi dân chúng được ăn no nê như vậy, thì họ lại muốn tìm Chúa Giêsu để thỏa mãn cái cơn đói của họ, chứ không phải vì họ tin vào Chúa Giêsu. Trong đời sống đức tin của chúng ta, nhiều khi chúng ta đi nhà thờ nhà thánh, nhiều khi chúng ta rước Chúa vào lòng, nhưng thật sự chúng ta có tin chắc và tin thật rằng Chúa Giêsu đang hiện diện thật sự trong bí tích thánh thể hay không? Chúng ta thấy rằng trong thời buổi của chúng ta bây giờ, đã có rất nhiều người, tuy là người Công giáo, tuy là đạo gốc đạo rễ, nhưng họ vẫn chưa tin vào sự hiện diện của Chúa Giêsu. Bởi vì thế mà cả tất cả đức giám mục ở bên nước Mỹ này, vừa qua họ đã tổ chức một buổi cùng nghiên mình và máu Thánh Chúa, một đại hội thánh thể ở tiểu bang Indiana và thành phố Indianapolis, khi họ nhắm vào mục đích của mình Thánh Chúa là họ muốn tất cả con dân của họ, tất cả con dân của giáo hội Hoa Kỳ này phải nhắm vào chính Chúa Giêsu hiện diện trong bí tích thánh thể. Qua đại hội thánh thể vừa qua, chúng ta đã thấy rằng là niềm tin Công giáo của chúng ta vẫn còn có sự cứu rỗi, khi đã có rất nhiều giới trẻ tham gia vào trong đại hội thánh thể đó, đã có hàng chục, hàng trăm ngàn người tới để cổ vũ lòng tin và lòng yêu mến vào Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Chúa Giêsu trong bài đọc hôm nay mời gọi chúng ta để chúng ta cũng như tất cả mọi người trên thế giới hôm nay xin để chúng ta nhắm vào tình yêu cao cả của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Khi Ngài nói rằng: Thật, ta là bánh bởi trời xuống. Ai đến với ta sẽ không hề đói, ai tin vào ta sẽ không hề khát bao giờ. Có một câu chuyện được kể do Đức Tổng Giám mục Fulton Sheen. Một ngày nọ, Đức Tổng Giám mục Fulton Sheen được một nhà báo tới để phỏng vấn Ngài. Họ hỏi ra Ngài rằng: Thưa Đức Cha, ai đã tạo động lực cho Đức Cha về việc chầu thánh thể mỗi ngày? Có phải vị thánh nào hay Đức Giáo Hoàng nào chăng? Ngài trả lời: Không phải từ vị thánh hay giáo hoàng nào cả, nhưng là từ một cô bé người Tàu 11 tuổi. Ngài kể tiếp: Khi Trung Cộng xâm chiếm Trung Hoa, lính Trung Cộng đã đến một giáo xứ kia
để bắt giam một linh mục. Kế đến họ tới bên nhà thờ, họ hung hăng tiến vào thánh đường và phá bàn thờ và nhà tạm. Rồi họ đổ tung mình thánh ra. Qua khung kính của cửa sổ, linh mục, cha xứ đã nhìn thấy tất cả. Và ngài còn nhớ rõ là trong nhà tạm bây giờ có 32 mình thánh Chúa. Rồi lính Trung Cộng bỏ đi để lại một lính gác ở nhà thờ và một lính gác ở nhà xứ. Họ không ngờ bây giờ có một cô bé đang cầu nguyện âm thầm trong góc tối của nhà thờ. Cô nhìn thấy mọi sự. Đêm hôm ấy, cô lẻn vào nhà thờ bằng cửa sau. Cô quỳ chầu Chúa một giờ đền bù lại hành vi xúc phạm đó. Rồi cô cúi xuống dùng lưỡi chịu lấy mình thánh Chúa vương vãi trên nền nhà thờ. Và cứ thế mỗi đêm cô đều tới chầu Chúa và chịu lễ như vậy. Đến ngày thứ 32 sau khi chịu xong mình thánh, thì cô đành lẻn ra. Không may gây tiếng động khiến tên lính nghe được, đuổi theo và hắn đã dùng báng súng đập chết cô tại chỗ. Người cha xứ đó sau này đã kể lại cho Đức Tổng Phu Tân Xin một câu chuyện cảm động như vậy. Nên Đức Tổng Phu Tân Xin biết được và từ đó ngài hứa với Chúa bắt chước gương can đảm của cô bé, và dù bận rộn đến đâu đi nữa, ngài vẫn giữ thói quen cầu nguyện trước thánh thể một giờ đồng hồ mỗi ngày. Thưa cũng bà và anh chị em, Chúa Giêsu thật sự hiện diện trong bí thức thánh thể. Ngài là tình yêu của Thiên Chúa và ngài muốn cho tất cả chúng ta được kết hiệp mật thiết với ngài khi chúng ta rước mình và máu thánh Chúa trong lòng mỗi ngày, đặc biệt là mỗi chủ nhật chúng ta dự lễ. Hình ảnh can đảm của một cô bé 11 tuổi khi cô lẻn vào cúi mình xuống để rước mình Chúa bị vung vãi trên nền nhà thờ như vậy. Và cuối cùng cô bé đã chịu tự đạo vì đức tin, vì tình yêu của cô đã dành cho Chúa Giêsu thánh thể. Và vì gương sáng của cô bé đó mà Đức Tổng Giám mục Phu Tân Xin cũng được cảm động. Và chính vì cảm động nên ngài cũng có một lòng yêu mến Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể như vậy. Chúa Giêsu trong bài đọc tin mừng hôm nay nói rằng ngài là bánh bởi trời xuống, và bánh đó là bánh sự sống. Và qua chính bánh mà Thiên Chúa ban sự sống này, ngài cũng mời gọi chúng ta để được sống với ngài, sống và kết hợp với ngài trong bí tích thánh thể. Bài tin mừng trong Chủ nhật hôm nay khởi đầu cho 4 bài tin mừng cho Chủ nhật về sau. Vì 3 Chủ nhật kế tiếp đây cũng nói về bánh hằng sống và bánh bởi trời, để chỉ đến việc Chúa Giêsu hiện diện thật sự trong bí tích thánh thể. Mỗi người chúng ta được Thiên Chúa kêu mời, và đặc biệt trong bài tin mừng hôm nay, để chúng ta cũng trở nên những khí cụ của lòng thương xót Chúa, để chúng ta trở nên vững vàng hơn trong đức tin của chúng ta vào chính Giêsu, Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Chúng ta được Thiên Chúa mời gọi khi chúng ta rước Chúa vào lòng, để chúng ta trở thành những khí cụ của Thiên Chúa. Thưa cũng bà và anh chị em, chúng ta cũng được mời gọi để sống theo gương sáng của cô bé 11 tuổi mà Đức Phu Tân Xin kể trong chuyện mà ngài đã gặp được với một linh mục người Trung Quốc. Chúng ta xin Thiên Chúa qua bài đọc hôm nay giúp cho chúng ta trở thành những ánh sáng của lòng tin, trở thành những khí cụ để mang lời Chúa tới cho mọi người. Chúng ta không phải vì thèm khát về những của cải thế gian này mà chúng ta khước từ đi cái lòng mong muốn của chúng ta để kết hiệp với Thiên Chúa. Trong đời sống của chúng ta, thưa ông bà và anh chị em, chúng ta bận rộn đủ điều. Chúng ta có những khắc khoải trong đời sống, những thử thách trong đời sống. Nhưng xin cho chúng ta hãy dâng lên Thiên Chúa tất cả,
khi chúng ta rước Chúa vào lòng. Chúng ta cầu xin cho mỗi người chúng ta, để chúng ta cũng được biết yêu mến Thiên Chúa hơn trong cuộc sống của mình. Xin cho mỗi người chúng ta trong bài đọc tin mừng hôm nay, để chúng ta không chỉ tìm đến những sự hư ảo của thế gian, không chỉ tìm đến những thức ăn của thân xác của chúng ta, nhưng xin cho chúng ta mỗi người cũng có lòng yêu mến Thiên Chúa, và đặc biệt là yêu mến Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Có lời chuyện cầu của Đức Trinh Nữ Maria cùng các thánh, xin cho mỗi người chúng ta hãy luôn luôn biết rằng khi chúng ta tới với Thiên Chúa và chúng ta rước Chúa vào lòng như vậy, thì Thiên Chúa cũng sẽ ở với chúng ta mỗi ngày trong cuộc sống của mỗi người chúng ta. Amen. Các nữ tu dòng Chúa Cứu Thế ở Philippines đồng hành với các nạn nhân bị lạm dụng. Tin Philippines ở giáo phận Novaliches hiện nay, chương trình mục vụ do các nữ tu dòng Chúa Cứu Thế điều hành, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em nạn nhân bị lạm dụng đã mở rộng đến 73 giáo xứ. Theo lời Sơ Mary Adaline Abamo, đứng đầu chương trình cho biết, trong xã hội, nếu một trẻ em hoặc một phụ nữ bị lạm dụng tình dục, không chia sẻ hoặc tâm sự với người khác, thì sức khỏe tâm thần của họ sẽ bị xáo trộn. Vì thế, theo Sơ, việc đồng hành với những nạn nhân này là một hoạt động mục vụ xã hội rất quan trọng. Sau 18 năm làm việc, Sơ Mary nhận xét, những trẻ em và phụ nữ bị lạm dụng rất dễ rơi vào cảnh nghèo đói và các hình thức dễ bị tổn thương khác. Tuy nhiên, họ không chỉ cần sự chữa lành về thể lý,
nhưng còn ở những khía cạnh khác nữa. Theo sơ, với ân sủng của Thiên Chúa, kết hợp sự hỗ trợ của gia đình, cộng đoàn và giáo hội, được thực hiện qua hoạt động chăm sóc mục vụ, họ có thể bắt đầu lại cuộc sống. Đức Hồng Y Parolin gặp gỡ hai linh mục dòng Chúa Cứu Thế bị Nga giam cầm được thả tự do, tin Ukraine. Trong chuyến viếng thăm Ukraine từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã có cuộc gặp gỡ hôm 23 tháng 7 với hai linh mục dòng Chúa Cứu Thế thuộc Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine, đó là cha Bogdan Galeta và cha Ivan Lewitsky, bị Nga giam giữ trước đây và được thả vào ngày 28 tháng 6 năm 2024. Trong cuộc gặp gỡ, Đức Hồng Y Parolin đã truyền đạt mối quan tâm và tình liên đới của Đức Thánh Cha Francisco với những người bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến ở Ukraine. Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh đến việc Đức Thánh Cha liên tục cầu nguyện và chú ý đến tình hình đang diễn ra, đồng thời bày tỏ hy vọng về một giải pháp hòa bình. Cũng trong cuộc trò chuyện đầy tình huynh đệ, Đức Hồng Y Parolin đã hỏi thăm hai cha về tình trạng lúc giam cầm và tình trạng sức khỏe hiện nay của họ. Cha Galeta và cha Lewitsky cũng đã bày tỏ lòng tri ân về lời cầu nguyện và sự quan tâm không mệt mỏi của Đức Thánh Cha Francisco và Tòa Thánh về số phận của các ngài. Giáo hội Công giáo Pháp và các giám mục thế giới lên án việc dạo bán Kitô giáo tại lễ khai mạc Thế vận hội Paris 2024. Tin Pháp, hôm thứ Bảy ngày 27 tháng 7 vừa qua, Hội đồng Giám mục Pháp đã đưa ra một tuyên bố chỉ trích những cảnh nhạo báng và chế nhiễu Kitô giáo trong lễ khai mạc Thế vận hội Paris được diễn ra vào chiều tối thứ Sáu ngày 26 tháng 7. Nhiều giám mục và các lãnh đạo tôn giáo khác trên thế giới cũng bày tỏ sự đau buồn và phẫn nộ trước sự xúc phạm này. Tiết mục bị phản đối nhiều nhất đã nhái bức tranh nổi tiếng Bữa tiệc ly của danh họa Leonardo da Vinci với những người đồng tính nam ăn mặc như nữ giới, đóng vai các tông đồ và một bà béo trong vai Chúa Giêsu. Đó là chưa kể trong lễ khai mạc còn có những cảnh trình diễn phóng đãng khác, chẳng hạn các vũ công nam lộ bộ phận sinh dục do trang phục quá ngắn hoặc cảnh ba vũ công mặc đầu sặc sỡ ôm hôn nhau, hàm ý quan hệ tay ba. Trước làn sóng phản đối của giới Công giáo và nhiều khán giả, video khai mạc Thế vận hội Paris 24 đã biến mất khỏi kênh YouTube Olympic hôm 27 tháng 7. Ngoài ra, tại buổi họp báo ngày 28 tháng 7, một phát ngôn viên của Thế vận hội đã ngỏ lời xin lỗi, nhưng vẫn chống chế nói rằng ban tổ chức không có ý xúc phạm tôn giáo. Hồ sơ của ứng cử viên Tổng thống Kamala Harris về các vấn đề Công giáo, tin Hoa Kỳ. Với việc Tổng thống Joe Biden tuyên bố rút lui khỏi cuộc chiến tranh cựu Tổng thống hôm Chủ nhật ngày 24 tháng 7 vừa qua, Phó Tổng thống Kamala Harris là ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới đây. Được biết, cha bà Harris là người Tin Lành và mẹ bà theo Ấn Độ giáo. Khi còn nhỏ, bà Harris đã tham dự các buổi lễ của Ấn Độ giáo lẫn Tin Lành. Khi trưởng thành, bà Harris đi nhà thờ Tin Lành Baptist của người Mỹ đen, còn chồng bà là ông Douglas Emhoff, một người Do Thái, tham gia ở Hội đường Do Thái cải cách. Trong suốt sự nghiệp chính trị, với tư cách Bộ trưởng Tư pháp California, Thượng nghị sĩ liên bang và sau đó là Phó Tổng thống, bà Harris đã có những lập trường tạo ra các vấn đề cho những cử tri Công giáo. Bà Harris kiên quyết ủng hộ phá thai, soi mói những người Công giáo được đề cử vào các chức vụ trong ngành tư pháp, chống đối các trung tâm hỗ trợ mang thai và những nhà hoạt động phò sự sống. Bà cũng ủng hộ ý thức hệ giới tính cũng như các quy định của chính phủ về việc chuyển giới và phụ thai nhân tạo gây nguy hại đến tự do tôn giáo. Phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam có thêm các sĩ tử khấn dòng tin Hoa Kỳ. Trong thánh lễ 10 giờ sáng Chủ nhật ngày 28 tháng 7 vừa qua tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở thành phố Houston, tiểu bang Texas, được chủ sự bởi cha Đa Minh Nguyễn Phi Long, bề trên phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế hải ngoại,
đã có nghi thức khấn dòng cho một thầy tuyên khấn lần đầu và 4 thầy khác tuyên khấn trọn đời. Tham dự thánh lễ có khoảng 30 linh mục thuộc dòng Chúa Cứu Thế Đa Minh và Biển Đức, 2 thầy phó tế, 25 tu sĩ nam nữ và khoảng 600 giáo dân, trong đó có nhiều ân nhân và thân hiệu của nhà dòng. Với nghi thức khấn dòng này, phụ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại hiện có 65 thành viên, gồm 39 linh mục, 1 thầy phó tế, 5 thầy trợ sĩ, 10 thầy sinh viên có lời khấn và 10 sinh viên dự tu. Đức cha Bùi Tuấn, nguyên giám mục giáo phận Long Xuyên, đã qua đời, tin Việt Nam. Vào sáng thứ Ba ngày 30 tháng 7 vừa qua, thánh lễ an táng của Đức cha Gioan Battista Bùi Tuấn, nguyên giám mục chánh tòa giáo phận Long Xuyên, đã được cử hành tại nhà thờ chính tòa với sự chủ tế của Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng của Sài Gòn, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đồng tế thánh lễ có Đức cha Giuse Trần Văn Toản, giám mục chính tòa giáo phận Long Xuyên và 12 vị giám mục, cùng với khoảng 300 linh mục thuộc nhiều giáo phận. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của rất đông tu sĩ, chúng sinh cùng giáo dân trong và ngoài giáo phận. Đức cha Bùi Tuấn qua đời sáng sớm thứ Bảy, ngày 27 tháng 7, hưởng thọ 97 tuổi, với 69 năm linh mục và 49 năm giám mục. Ngài sinh năm 1927 tại Thái Bình, năm 1955, Ngài chịu chức linh mục tại Hồng Kông. Từ năm 1955 đến năm 1964, Ngài được cử đi du học tại Roma, Thụy Sĩ, Đức và nhận bằng tiến sĩ triết học. Năm 1964 trở về Việt Nam, cha Bùi Tuấn giảng dạy và làm giám đốc tiểu chủng viện Teresa và đại chủng viện Thomas của giáo phận Long Xuyên. Ngày 15 tháng 4 năm 1975, tòa thánh bổ nhiệm ngài làm giám mục phó giáo phận Long Xuyên. Thánh lễ truyền chức của Đức cha Bùi Tuấn được cử hành vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 do Đức cha chính tòa giáo phận Long Xuyên Michael Nguyễn Khắc Ngữ chủ phong. Năm 1997, Đức cha Bùi Tuấn trở thành giám mục chính tòa. Từ năm 2003 cho đến khi qua đời, Đức cha Bùi Tuấn nghỉ hưu tại tòa giám mục Long Xuyên. Ý cầu nguyện của Đức Thánh cha trong tháng 8, cầu cho các nhà lãnh đạo chính trị, tin Vatican. Trong video ý cầu nguyện trong tháng 8 năm 2024, được Tòa Thánh công bố vào ngày 30 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh cha Francisco mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo chính trị để họ biết phục vụ dân chúng, làm việc vì sự phát triển toàn diện của con người và vì công ích, quan tâm đặc biệt đến những người nghèo, khổ và những người thất nghiệp. Đức Thánh cha mở đầu video ý cầu nguyện với nhận định: ngày nay chính trị thường mang tiếng là không tốt như tham nhũng, bê bối, xa rời đời sống hàng ngày của người dân. Cách chung, những người làm chính trị thường bị đánh giá với những nghi ngờ, bị cho rằng phục vụ của họ ẩn chứa những lợi ích cá nhân. Vì thế, theo Đức Thánh cha, khi một chính trị gia không dành chỗ cho đối thoại, hợp tác và dấn thân vì phẩm giá con người, thì sự phát triển toàn diện của xã hội sẽ không đạt được. Các vấn đề như đói nghèo, chiến tranh hay khủng hoảng môi trường tiếp tục trở nên trầm trọng hơn do giới lãnh đạo chính trị tự cao tự đại và khát vọng quyền lực. Đức Thánh cha chào đón hơn 50.000 lễ sinh tham dự cuộc hành hương quốc tế các lễ sinh lần thứ 13 tin Vatican. Chiều ngày 30 tháng 7 vừa qua, chào đón hơn 50.000 lễ sinh đến từ 88 giáo phận của 20 nước châu Âu tham dự cuộc hành hương quốc tế các lễ sinh lần thứ 13. Khẩu hiệu của cuộc hành hương lần thứ 13 này là "Với con", một cụm từ được trích từ sách Ngôn Sứ Isaiah chương 41 câu 10: "Đừng sợ hãi, ta ở với con". Đức Thánh Cha nói rằng chủ đề của cuộc hành hương "Với con" đánh động Ngài.
Theo Ngài, đây là một cụm từ gói gọn mầu nhiệm của sự sống, mầu nhiệm của tình yêu. Nhưng khi người cha, người mẹ nói với thai nhi, ta ở với con, và cả khi họ cảm nhận được thai nhi nói với họ, con ở với cha, với mẹ. Hướng đến các lễ sinh, Đức Thánh Cha nói rằng, đối với những người phục vụ trong phụng vụ, Thiên Chúa là nhân vật chính của cụm từ với con, thông qua mình và máu của Đức Kitô, con Thiên Chúa trong thánh lễ. Đức Thánh Cha mời gọi họ, sau khi cảm nhận được Chúa Giêsu ở với mình, đến lượt họ, họ cũng được mời gọi ở bên tha nhân, không chỉ bằng lời nói, bằng việc làm, bằng cử chỉ, bằng trái tim, bằng sự gần gũi cụ thể. Vâng, kính thưa quý khán thính giả của Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp và TV Ánh Sáng Tin Mừng. Trong một thương của chúng ta có sự hiện diện đối kỳ báo của cha giám đốc, có xin mời cha gửi chào đến quý khán giả thưa cha. Vâng, chào thầy Sáu Bình cũng như chào quý khán thính giả của TV Ánh Sáng Tin Mừng và Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp cho chúng ta trở lại với bức tâm thư hàng tháng. Vâng. Vâng thưa cha, ở trong bức tâm thư hàng tháng này đó thì cha có trình bày đến một cái câu chuyện mà khi con đọc câu chuyện đó con cảm thấy rất là, có thể nó rất là mùi lòng. Cha có thể cha kể lại câu chuyện đó trong bức thông tư để cho quý khán giả có thể nghe được không thưa cha? Vâng, thực sự câu chuyện đó thì có lẽ nhiều người trong chúng ta cũng đã nghe rồi. Mặc dù cái phiên bản có hơi khác một chút. Thì đó là câu chuyện, đó là một người ông sống chung với lại người con trai, con dâu và đứa cháu gái 4 tuổi. Thì ông cụ thì lớn tuổi rồi, lẳng thững, tay chân vụng về, run rẩy. Và vì thế mỗi lần ăn thì luôn luôn là vung vãi đủ thứ cả. Rồi đó là chưa kể rớt chén, rớt đĩa. Thế thì ông bố, tức là người con đó, người con trai với người con dâu hết sức là bực mình. Cuối cùng đó là để ông ngồi một cái bàn riêng để khỏi đụng chạm. Rồi và không những vậy thì là bởi vì thấy ông cứ làm rớt đồ, bể chén đĩa, thế thì làm trong cái chén gỗ, cái đĩa gỗ, không sao cả. Thì rồi và hai vợ chồng với cái đứa cháu, đứa con gái ngồi ăn tỉnh bơ chẳng hạn vậy. Thế thì có một đêm, một lần kia thì ông bố thấy đứa con gái nó dùng gỗ rồi nó làm khoét cái gì đó, thì ông bố mới ngạc nhiên, con đứng làm cái gì vậy? Đứa bé gái mới 4 tuổi thôi nha. Thì nói là con tính làm một cái chén gỗ cho bố, mà khi mà bố về già thì ông bố mới sực tỉnh lại. Mình đối xử với bố mình như vậy thì đương nhiên tới lúc đến từ con của mình thì cũng đối xử mình như vậy thôi. Và thế là ông tỉnh ngộ, ông bố tỉnh ngộ, và vì thế hai vợ chồng mời ông bố trở lại ngồi cùng bàn ăn. Dĩ nhiên vẫn tiếp tục rớt đồ ăn, rớt cái này cái kia, nhưng mà hai vợ chồng bây giờ cảm thấy là không còn cần phải quan tâm đến điều đó. Thì cái câu chuyện đó là như vậy. Nó liên quan đến cái tuổi già, sức yếu và mối tương quan trong gia đình, mà nhiều khi ngay cả những người thân trong gia đình người ta cảm thấy rằng là khó chấp nhận với cái những cái cử chỉ, những hành vi, đó là chưa kể những lẳng trí, rồi có thể nhiều khi là trách lầm con dâu, con cái đủ cả, lấy tiền của ta thế này thế nọ, chúng ta biết rồi đó. Và chúng ta biết rồi, Đức Thánh Cha Francisco Ngài quan tâm đặc biệt đến những người nghèo, cũng như những thành phần khác, những người di dân tị nạn. Và trong số những thành phần mà Ngài cũng quan tâm đó là người già, người cao niên. Đó là lý do tại sao vào năm 2021 Ngài đã quyết định thiết lập hàng năm đó ngày thế giới người ông bà và người cao niên. Và Ngài quy định đó là vào cái chủ nhật cuối cùng của tháng 7 đó,
tức là cái chủ nhật gần với ngày 26 tháng 7, đó là ngày lễ kính hai thánh Gioakim và bà thánh Anna, song thân của Đức Mẹ Maria, và đương nhiên là ông bà ngoại của Chúa Giêsu. Và từ đó trở đi, từ ngày 2021 trở đi đó, thì mỗi một năm đến cái ngày lễ ngày thế giới cầu nguyện cho ngày thế giới cho người cao niên, cho ông bà đó, thì Đức Thánh Cha có một cái sứ điệp để nhắc nhở cho những anh chị em Kitô hữu, anh chị em tín hữu Công giáo chúng ta về cái sự hiện diện của người già trong giáo hội, trong xã hội. Và đó là một thành phần mà nhiều khi chúng ta cảm thấy rằng là như bị bỏ rơi, bởi vì không còn hữu dụng nữa. Đó là chưa kể mà có những người nói rằng đó là tình trạng đó đem lại gánh nặng cho xã hội. Thì đó là lý do tại sao mà trong tháng 8 này chúng ta nói về người già rất là cụ thể. Thưa cha, cha nói đến cái vấn đề thực dụng như vậy, thật đúng như vậy. Có lẽ ở không đâu hết, ở thế giới nói chung bây giờ, và đặc biệt ở Hoa Kỳ bây giờ đó, là người ta luôn luôn đặt cái vấn đề thực dụng. Nếu con người nào không còn có giá trị nữa thì kể như là cái người đó bây giờ là vô dụng rồi. Và tuổi già, đối với nhiều người thì họ coi nó là vô dụng. Nhưng mà chính như vậy đó, Đức Thánh Cha luôn luôn phản ánh cái tình thương, cho nên Ngài đặc biệt quan tâm đến người già. Như vậy thưa cha, trong cái sứ điệp ở trong tháng 7 này, trong năm nay đó, thì Đức Thánh Cha có đưa ra một cái tiêu điểm cụ thể nào không cho cái ngày thế giới cầu nguyện cho người cao niên? Như chúng ta biết rồi, mỗi một năm đó, vào ngày thế giới ông bà và người cao niên đó, thì Ngài có một cái sứ điệp và cái chủ đề lấy từ một cái câu trong Kinh Thánh. Thì chủ đề năm nay đó, tức là ngày thế giới ông bà và người cao niên lần thứ tư đó, thì Ngài lấy một cái câu trích trong Thánh Vịnh 71, câu 9, xin đừng bỏ rơi con lúc tuổi đã xế bóng, tức là lời khẩn nguyện trong Thánh Vịnh đó, của một người lớn tuổi về già, vang Ngài lên Chúa, bởi vì cái bệnh tật, bởi vì sức yếu, và nhiều khi cảm thấy như là Chúa bỏ rơi mình. Nhưng mà trong Kinh Thánh và Đức Thánh Cha Francisco trong sứ điệp cũng nói rất là rõ đó, đó là Thiên Chúa Ngài luôn luôn quan tâm đến con người, bất kể hoàn cảnh, thời điểm nào trong cuộc sống của con người. Thiên Chúa không nhìn ở vẻ bề ngoài đâu. Và Thiên Chúa vẫn tiếp tục bày tỏ lòng thương xót tất cả mọi người, không trừ một ai, đặc biệt là những người trong giai đoạn cuối của cuộc đời đó. Thánh Đức Thánh Cha nhắc lại là trong Kinh Thánh đó, tuổi già là một điều đáng quý. Và chúng ta biết rồi, trong Kinh Thánh hay nói về vấn đề là những ai mà được Chúa chúc phúc được được sống lâu, sống thọ. Do đó sống thọ đó là một cái dấu chỉ về lòng yêu thương của Thiên Chúa đối với con người, đặc biệt trong những lúc đau khổ đó. Thì đó là cái sứ điệp của Đức Thánh Cha. Và đồng thời trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cũng nói đến cái những người già sống trong cảnh cô đơn. Và chúng ta biết ngày hôm nay, đặc biệt ở những nước phát triển, chúng ta biết rồi, bây giờ có những cái nursing home, có những viện dưỡng lão, bởi vì con cái đi làm phải đắt, nhất là sau này đó, gia đình neo đơn hơn, một gia đình có thể một hay hai hay ba đứa con là tối đa. Và vì thế không có người chăm sóc, và vì thế cuối cùng ra đó, khi về già, những người lớn tuổi thường thường được đưa vào trong nursing home và cảm thấy bị biệt lập, cảm thấy bị cô đơn. Và Đức Thánh Cha trong sứ điệp năm nay cũng nhắc đến vấn đề đó đó. Và ngoài ra đó thì Ngài cũng nói đến cái sự cô lập của người già đó, bởi vì có tình trạng trong một số quốc gia chiến tranh, thanh niên đi cầm súng hết rồi, hay là về vấn đề kinh tế, người ta phải bỏ làng ra đi, chỉ còn lại những người đàn bà, con nít với là người già không. Cái điều đó chúng ta thấy ở Việt Nam cũng có nha. Rồi có nhiều cái biến cố, hay là có nhiều cái hoàn cảnh, cuối cùng thì người già cảm thấy như là mình cô độc. Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh cái điều đó để nói cho chúng ta biết rằng là thật sự người già có một cái vai trò quan trọng trong cuộc sống của một người chúng ta, trong lòng giáo hội cũng như trong lòng thế giới. Và Đức Thánh Cha cũng nói đến cái não trạng, cũng đến cái não trạng, coi người già là gánh nặng. Coi người già là gánh nặng. Chúng ta thấy ở bên Mỹ này đó, nếu như mà được Medicare hay là Medicaid thì cũng có quy định bao nhiêu thôi. Một đời người được bao nhiêu, mấy trăm ngàn là xong. Chứ không phải là cứ việc chính phủ cứ bỏ tiền ra.
Thì do đó Đức Thánh Cha cũng tố giác cái não trạng con người già là cái gánh nặng cản trở phát triển của người trẻ, cướp mất tương lai của người trẻ, rồi chiếm cái những cái trợ giúp của chính phủ thay vì cho những em bé, cho những thanh niên, vân vân. Và đó là cái quan niệm sai lầm, và cái lối cái suy nghĩ đó đó, cái não trạng đó nó ảnh hưởng đến người già. Người già cảm thấy mình là vô dụng, vâng. Tôi làm phiền con cháu, tôi muốn chết sớm, tôi không muốn con cháu nó phải cực nhọc này nọ, và vì thế đâm ra cái não trạng là mình muốn được chết theo cái kiểu mà hiện nay nhiều quốc gia, tức là trợ tử, hay là vấn đề là cái từ gọi là nôm na gọi là mercy killing đó, tức là tự tử một cách nào đó, là cái điều đó mà chúng ta thấy rồi đó, an tử. Tôi cảm thấy tôi vô dụng và tôi không muốn làm gánh nặng cho con cháu của tôi hay là những người khác trong xã hội, và vì thế tôi sẵn sàng và chấp nhận những cái luật lệ mà chính phủ muốn là cho an tử hay là trợ tử. Và đó là cái điều mà Đức Thánh Cha lên án trong cái sứ điệp năm nay. Thưa cha, có lẽ là từ đầu chứ bây giờ chúng ta nghe cái câu chuyện đó và những cái não trạng mà cha vừa nêu ra như vậy đó là một điểm mà chúng ta có thể là chúng ta đau buồn. Nhưng mà có lẽ ở trong cái đời sống mục vụ của cha đó, hay là con thấy ở trên bàn đây cha đã có hai cái sách tang lễ như vậy là có thể là cháu sẽ gặp được những cái câu chuyện mà có thể có cái kết nó vui hơn, phải không thưa cha? Thầy Sáu thấy là sách tang lễ nó dài phải không? Dạ vâng. Tôi cầm tôi thấy cũng dài, bởi vì thường thường sách tang lễ người ta làm mỏng mỏng thôi. Nó chỉ cho thánh lễ là chủ yếu. Thì tôi mở ra thì đương nhiên không phải là chỉ có bài hát, nhưng mà trong đó có hình ông bà, con cháu, vân vân. Rồi bên cạnh đó lại có những cái bài, có những cái bài của người cháu viết về ông, về bà của mình. Dĩ nhiên đa số biết bằng tiếng Anh thôi. Nhưng mà chỉ đọc lên một cái như thế này nè, cho chúng ta thấy rằng là đối với người Việt Nam chúng ta đó, hình ảnh ông bà rất là quan trọng trong đời sống của người cháu. Và nhất là chúng ta biết rồi đó, thường thì cha mẹ mấy đứa con nhỏ đó gửi cho ông bà. Và đó là lý do tại sao mà con mấy đứa cháu nó ăn được đồ ăn Việt, nó nói được tiếng Việt, đọc kinh bằng tiếng Việt. Nhưng mà không biết bao lâu thì không biết. Nhưng mà ít ra là như vậy. Vừa rồi có đi dự lễ ăn táng ở dưới Oren chẳng hạn, thì cũng có những cái tâm sự của những người cháu viết ra thì rất là quý hóa, để cho chúng ta thấy rằng là nhiều khi chúng ta nói rằng đặc biệt nó ở bên Mỹ này đó, mấy đứa trẻ nó chẳng biết kính trọng ông bà gì cả. Nhưng mà thật sự đó, những cái điều mà người ông người bà làm cho nó từ nhỏ nó quý lắm. Tiếng Anh như vậy này, khi mà có một ông chết thì nó viết bằng tiếng Anh này. Dear ông, you were more than just a grandpa to me. You were a source of wisdom and a great example of conditioned love. Tức là nó nhận ra là ông không phải là chỉ là một người ông, nhưng mà là cái nguồn khôn ngoan và là một cái gương mẫu rất là sống động và vĩ đại về cái tình yêu thương vô điều kiện. Thank you so much for being the foundation that shaped my family, my family into what it is today. Tức là cảm ơn ông rất là nhiều vì đã là trở nên cái nền tảng để mà hun đúc cho cái đời sống gia đình mà chúng con có hôm nay. Thank you for giving me the support and unconditional love, especially when my dad passed away. Cảm ơn ông vì đã nâng đỡ và yêu thương vô điều kiện, đặc biệt khi bố con qua đời. Thì khi mà đọc những cái dòng chữ đó thì mình cảm thấy cả xúc động. Mình nhiều khi mình nói là giới trẻ, đặc biệt là giới trẻ Việt Nam bên Mỹ này, nó quen cái thói bên Mỹ cái não trạng là thực dụng đó. Nhưng mà thật sự đó, những cái kỷ niệm, những cái điều mà người ông, người bà làm cho nó từ nhỏ, có nhiều khi là có thể nói rằng như đi gọi là thay tả cho nó chẳng hạn vậy. Những cái đó nó nhớ, nó có nhớ, rồi đưa ông bà, đưa con cái, đưa cháu đến trường, rồi nấu đồ ăn, nấu phở, nấu chả, làm chả giò cho, hay là nấu làm bánh chưng bánh tét, nó nhớ lắm.
Và qua những cái câu chuyện như vậy thì chúng ta có cái hy vọng. Đó là chưa kể một điều nữa đối với những người Công giáo chúng ta. Nếu mà những người ông, người bà mặc dù rất là bận rộn nhưng mà sinh hoạt trong cộng đoàn đó, sinh hoạt trong giáo xứ, hội đoàn này, hội đoàn kia, thì là một cái gương sáng cho con. Tới đời con đã đành rồi, tới đời cháu cũng vậy. Con vào khi mà lớn vào thiên nhiên thánh thể rồi là huynh trưởng, tới đời cháu nó cũng vào thiên nhiên thánh thể. Hay là đời con, đời ông bà làm ca nhô, là ca viên ca đoàn, tới đời con cũng vậy, tới đời cháu cũng vậy. Thì chúng ta, do đó chúng ta thấy rằng là như là Đức Thánh Cha Francisco, Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đó, nói là cứ tuổi già đó là một cái nguồn khôn ngoan và truyền đạt lại cái đức tin và cái gương sống đức tin cho con cháu. Đó là một cái điều hết sức là quý hóa. Thật sự là như vậy. Thưa cha, cha vừa nói cái cảnh đó thì bây giờ cha muốn gửi đến cụ thể quý khán thính giả bây giờ đang nghe chương trình của chúng ta đã vậy đó. Thứ nhất là đối với là những người cao niên đó thì cha có cái sự đẹp cụ thể nào, và đối với những người trung niên và đối với các em đó thì cho cái sự việc cái sứ điệp nào cụ thể cha muốn gửi đến, nhắm đến từng thành phần không thưa cha? Trước hết nói với người già. Nhiều khi bây giờ cũng đã tuổi qua hưởng Medicare rồi. Và vì thế cái tuổi già nó càng ngày nó càng tiến đến cái điều mà chúng ta sẽ gặp gỡ Chúa diện đối diện đó. Và nhiều khi mình cảm thấy cái sức khỏe của chúng ta đó nó không cho phép như chúng ta, mặc dù cái ý muốn của chúng ta hay là lý trí của chúng ta, tôi có thể làm được điều này, tôi làm được. Và nhiều khi mình cảm thấy bực mình bởi vì mình không, cái cơ thể mình nó không hoạt động như mình muốn như kỳ trước. Và đâm ra một cái tâm trạng là chán nản, mình cảm thấy thất vọng về cái cơ thể của mình, thể lý của mình. Và vì thế cái điều quan trọng ở đây đối với người lớn tuổi đó thì chúng ta phải chấp nhận cái sự thật là mình già. Mình không cho dù có đi thăm bệnh viện cỡ nào đi chăng nữa, cái cơ thể nó già thôi. Trừ phi là hút máu hết rồi đưa máu khác mới thì không biết, cái đó khoa học giả tưởng không nói rồi. Nhưng mà chúng ta phải chấp nhận cái tuổi già. Nhưng mà đồng thời cái chấp nhận đó không có nghĩa rằng chúng ta cảm thấy hoang mang, cảm thấy tuyệt vọng. Bởi vì chúng ta nhìn đến tuổi già như là bà Elizabeth Isabel đó, tuổi già cũng là sinh hoa kết trái, thánh đoan tại giả. Dĩ nhiên chúng ta không có nói đến một cách gọi là thể lý về vấn đề sinh con, sinh cái ở đây. Nhưng mà hồng ân của Thiên Chúa tiếp tục ban cho chúng ta. Và đồng thời đó, thì Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị có nhắc đến là khi chúng ta tuổi già đó, thì chúng ta có thời giờ nhìn lại cái quá khứ của mình. Và chúng ta đối chiếu cuộc đời của mình trong cái nhìn của đạo đức. Lúc đó không còn trẻ thì chúng ta nhiều khi chúng ta hăng làm này làm kia, và ngay cả chúng ta đạp đổ những cái quy tắc về luân lý nữa là khác. Khi về già chúng ta có thời giờ Chúa ban cho chúng ta suy nghĩ lại để chúng ta thấy cái cuộc sống đạo đức của chúng ta như thế nào. Và rồi chúng ta khi nhìn đến điều đó đó, và chúng ta hướng đến cái ngày mà chúng ta gặp gỡ Chúa đó, thì chúng ta sẽ làm cho mình phải quyết định cho mình: bây giờ cái đời sống của tôi cần phải gắn bó hơn với Chúa, gắn bó hơn với nhà thờ. Nếu mà chúng ta còn đi được nhà thờ hàng ngày, hàng tuần rất là tốt. Còn không thôi thì chúng ta có thể ở nhà cầu nguyện, vẫn có thể theo dõi những thánh lễ online vân vân. Nhưng mà chúng ta đừng có thất vọng. Rồi. Cái điều thứ hai nữa là chúng ta đừng cho con cháu cảm thấy rằng là mình là gánh nặng. Gánh nặng. Những cái gì mình làm được mình làm, dĩ nhiên đừng có quá, làm quá mất công mình gãy lưng hay là té vân vân. Nhưng mà những gì mình làm được, có nhiều khi đương nhiên là tuổi già đã đau đớn về thể xác chắc chắn rồi, nhưng mà phải cố gắng chịu đựng một chút, dâng lên Thiên Chúa những cái đau khổ của mình, và chúng ta kết hợp với Chúa trong cái tuổi già như vậy. Và con cháu khi thấy mình người già đó vẫn tiếp tục cầu nguyện, vẫn tiếp tục cố gắng, không có phải lúc nào cũng phàn nàn tại sao thế này, tại sao thế kia, thì lúc đó con cháu mới thấy rằng đức tin Công giáo, đức tin người Kitô hữu không phải chỉ dành cho những người có sức khỏe nhưng mà cho tất cả mọi người. Và đặc biệt trong cái thời điểm tuổi già đó,
thì làm cho người ta thấy được rằng là đức tin quan trọng và Thiên Chúa vẫn tiếp tục ban ơn giáng phúc. Đó, đó là nói về người già. Vâng. Và đối với những người trẻ hơn đó, thì đương nhiên chúng ta biết rồi. Bây giờ mà nói đến chuyện, bây giờ nói những người trẻ 20 tuổi, hai mấy tuổi, bao tuổi, nghĩ đến chuyện 20 năm sau như thế nào, thế nên nó không bao giờ để ý đâu, và quan tâm đâu. Nhưng mà ít ra đó, mình nói với những người đấy, thì làm sao mình nói cho họ biết rằng, à, phải tỏ ra có một cái sự gọi là biết nhìn những người đi trước, với có những cái sự khôn ngoan. Bởi như nói về vấn đề khoa học kỹ thuật, chắc chắn những người lớn tuổi người ta không có khả năng như những người trẻ. Vâng. Nói là thật sự là như vậy. Vâng. Nhưng mà nói về cái sự khôn ngoan và nhất là nói về đức tin á, những cái vấp váp mà những người lớn tuổi đi trước người ta đã gặp phải, và qua những vấp váp đó, qua những thất bại đó, thì họ đã gặp gỡ Chúa như thế nào, Chúa đã cứu vớt họ ra sao, đi vượt biên chẳng hạn vậy. Thiên Chúa đã ban cho họ đi đến bình an. Thì đó là những cái mẫu chuyện có thể kể lại cho con cháu biết. Dĩ nhiên, nhiều khi kể lại cho con cháu, nó nói, ồ, sao cái chuyện đó nghe đi nghe lại rồi. Thật sự thỉnh thoảng chúng ta nghe rồi. Nhưng mà không bắt thiết phải kể tất cả câu chuyện đó cứ mỗi một ngày. Nhưng mà thỉnh thoảng có những cái dịp gặp gỡ nhau hàng năm, gọi dỗ kỵ hay là như Tết, thì nhắc nhở chúng ta đến được Mỹ đây, đó là nhờ ơn của Chúa, hay là việc học hành của con cháu đỗ đạt thành đạt, đó là ơn của Chúa, nhớ giữ vững đức tin, nhớ cố gắng sống đạo. Thì đương nhiên nói là một chuyện, nhưng mà có điều là nó giữ không được chuyện của khác của bộ não. Nhưng mà ít ra mình nói cho người trẻ thấy được, thì đó là những điều mà chúng ta có thể truyền đạt lại. Do đó như là Thánh Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị nói như thế này này: được sống đến tuổi già là một ân huệ, không phải vì chỉ có một số người có thể sống đến tuổi này, nhưng vì trước hết tuổi già cho chúng ta khả năng đánh giá quá khứ, được hiểu và sống mầu nhiệm vượt qua một cách sâu xa hơn, và được trở nên kho tàng kinh nghiệm quý báu cho giáo hội. Nhiều khi chúng ta cứ nghĩ cái kinh nghiệm của người già nó chỉ dành cho gia đình của mình thôi, không phải vậy, nó là cho cả giáo hội. Nếu như ta có một cái chiều sâu, cái hướng nhìn về giáo hội hiệp thông đó, thì thật sự là cái sự sống của một con người lớn tuổi, cái niềm tin của một người lớn tuổi dám chấp nhận cái sự thật của tuổi già với những thách đố, với những khó khăn, những cái đau khổ, thì thật sự đó là một cái kinh nghiệm quý báu và để lại cho giáo hội. Còn Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 ngày có nói như này: thật là đẹp ở trong tuổi già. Từ từ người ta nói đẹp là tuổi thanh xuân. Nhưng mà ngài tôi tính cha John Benedicto thứ 16 nói đẹp ở trong tuổi già. Có điều trong mỗi lứa tuổi chúng ta cần phải biết khám phá sự hiện diện và phúc lành của Chúa và những phong phú mà lứa tuổi ấy chứa đựng. Đừng bao giờ để cho mình bị khép kín trong sầu muộn. Chúng ta đã lãnh nhận hồng ân sống lâu, sống thật là điều tốt đẹp, kể cả với lứa tuổi chúng ta mặc dù có một số khó khăn và giới hạn. Ước gì trên khuôn mặt chúng ta luôn có niềm vui vì cảm thấy mình được Thiên Chúa yêu thương và không bao giờ buồn sầu. Cái điều đó để nhắc nhở cho chúng ta biết là ngay cả trong tuổi già, cái sự gặp gỡ Chúa, Thiên Chúa mỗi ngày, đặc biệt khi chúng ta đi nhà thờ, thì đó đem lại cho chúng ta cái niềm an ủi, cái niềm vui của tuổi già. Mặc dù như Đức Thánh Cha bên Đức Tổ thứ 16 có nói đến chấp nhận, phải chấp nhận những cái khó khăn, những cái hạn chế về cơ thể con người, trong về mặt thể lý. Và đó là lý do tại sao đối với giáo hội chúng ta, đặc biệt trong các giáo xứ cộng đoàn, cái mục vụ người già rất là quan trọng. Các thừa tác viên hay là những anh chị em trong hội Đạo Binh Đức Mẹ Lesu Marie đó, đi đến thăm viếng và nhất là đưa mình Thánh Chúa Giêsu đến cho họ. Vừa rồi tỉnh có coi, trước đây có coi cái trong cái thánh lễ khai mạc trong ngày thứ năm, ngày 18 tháng 7 vừa qua đó. Chủ tế là Đức Hồng Y Timothy Dolan, Tổng giám mục New York. Thì trong bài giảng nghe câu chuyện như thế này, đó là ông Alfred Hitchcock, có biết ông đó không? Cái ông đó là đạo diễn những cái phim kinh dị. Thì ông khi mà về già đó, có là ông gọi đến một giáo xứ, ông nói là xin cho gặp, xin cho mời linh mục đến. Thì vị linh mục này đến,
Thì ông Hitchcock mới nói như này: cảm ơn linh mục đến với tôi, cảm ơn. Nhưng mà nếu mà linh mục đến với Chúa Giêsu Thánh Thể thì quý hóa hơn. Thế là ông ta, ông linh mục đó chạy về nhà thờ đưa lấy mình thân Chúa về đưa lại cho ông Hitchcock. Do đó cho chúng ta thấy rằng là ngay cả trong tuổi già, Thiên Chúa vẫn yêu thương chúng ta. Chúa Giêsu Thánh Thể vẫn hiện diện với chúng ta, và đó đem lại niềm vui, bình an, cái sự an ủi cho chúng ta. Thì đó là cái điều mà chúng ta có thể nói về cái tuổi già trong bức tâm thư tháng 8 này. Thưa cha, thì dĩ nhiên là còn nhiều điều để nói, nhưng mà có lẽ thời gian của chúng ta đã hết rồi. Con xin cha gửi lời chào đến quý khán giả và bài phát cho chúng con, thưa cha. Nhân cha và con và Thánh Thần, Amen. Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, chúng con cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con được sinh ra, được sống trong một gia đình có ông, có bà, có cha, có mẹ và những người thân yêu, những anh chị em ruột thịt. Xin cho chúng con biết gắn bó với tình yêu thương đó, và hơn thế nữa, cho chúng con gắn bó với gia đình của giáo hội, gia đình của nhân loại. Đặc biệt cho chúng con biết gắn bó với những người cao niên, những ông bà, những người lớn tuổi khi bị hạn chế về vấn đề sức khỏe, thì cho chúng con cũng nhận ra được đó là hồng ân mà Chúa ban tặng cho gia đình mỗi một người chúng con, cũng như cho giáo hội và cho thế giới này, để chúng con nhận ra được đó là cái nguồn khôn ngoan của những kinh nghiệm cuộc sống, và nhất là đối với người tiêu hữu, đó là cái nguồn đem lại cho chúng con, truyền đạt lại cho chúng con những đức tin sống động, đức tin rằng là Thiên Chúa vẫn luôn luôn đồng hành với chúng con và ban phúc lành cho chúng con, đặc biệt qua mầu nhiệm, tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu Kitô con Cha. Chúng con cầu xin nhờ danh Đức Giêsu Kitô và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Cảm ơn Cha. Vâng, xin chào mọi người. Chương trình TV Ánh Sáng Tin Mừng xin được kết thúc nơi đây. Chúng tôi chân thành tri ân quý khán thính giả đã đón nhận. Kính mong quý khán thính giả tiếp tục thương yêu, nâng đỡ và yểm trợ cho chương trình TV Ánh Sáng Tin Mừng, hầu giúp chúng tôi có đủ phương tiện để phát triển chương trình ngày một hữu ích và lan rộng hơn. Mọi ý kiến đóng góp và xây dựng, xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ TV Ánh Sáng Tin Mừng, 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại 562-988-7997, điện thư tvastm@gmail.com. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình TV Ánh Sáng Tin Mừng hàng tuần trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua website dòngchuacuthe.us hoặc vào youtube.com với từ khóa TVASTM, hoặc trên app của cơ sở truyền thông có trên Apple Store và Google Play với từ khóa MSCG. Xin kính chúc quý vị và gia quyến luôn được tràn đầy hồng ân Chúa và luôn được chở che trong vòng tay yêu thương của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới. Chúng tôi xin thân ái kính chào.